Hỏi em Châu, xin chào anh chị và cô chú bác. Thì bữa nay em có về 8 chiếc xe quay Alpha gồm lốp trắng lốp đen. Như hồi hôm qua em có quay cái xe 22 triệu á, và kế đến là xe này em cũng chưa kịp rửa luôn, tại trời mưa quá. Trong nhà em cũng còn mấy xe nữa, ngày mai em sẽ quay hết cho. Trong nhà em hiện là giờ còn khoảng 13 chiếc quay Alpha lốp trắng lốp đen. Xe này là em đang chùi, em đang bát. Xe này xe lốp đen 202, đầu nồi máy móc nguyên rin, nguyên rin 100% luôn, bọc sơn đẹp. Dàn áo em sẽ cố gắng đánh bát lại. Cây bô cũng đẹp, cây bô nói chung về anh em thay cổ nữa là ok. Giờ vô phần máy trước đi. Lên chút xíu. Em muốn bắt xăng là gì em? Muốn xem muốn bắt xăng à? Máy thì im tinh tất luôn, im lắm. Xe không khó nhớ heo, im lắm, lực lắm. Đầu lòng máy riêng, cái nồi đã có cốc luôn, rồi máy đang nổ á. Xe em chưa vệ sinh, chưa rửa heo, rồi thì để xe này là dơ ha anh em. Ngày mai em sẽ cho rửa lại đây nè, cái sườn nè, nè. Đó, thấy không, xanh lét. Thấy dữ dằn không? Mai em đang cho rửa lốc máy lại cái áo á, cái áo này mai em sẽ cố gắng đánh, này là còn dơ ha, dính bột dưới bụi. Ngày mai em sẽ nè, này anh bát từng khúc rồi nè, em sẽ bát dài ra sao là mới hay gì luôn đó, mới vậy nè. Nè chỗ này em mới bát sơ, bát sơ chỗ này nè, nè nó mới bát có anh chùm nhỏ thôi. Cái bô mai em cho rửa lại, mai em thay cho cái này, gắn cái bổ của xô, một cặp bổ của xô đây em gấp đi. Cầm mai em cho vệ sinh này lại, thay thắng này là mai em thay luôn, mai em thay cho. Ở trước này em bát rồi ha, nè em mới lọc keo chưa bát nè, em bát như cái mặt nạ này nè. Ngày mai em sẽ bát cái dè này nó mới như mặt nạ này nè. Cái mình này ngày mai em sẽ bát mới lại. Cái này chỉ mới lọc keo thôi. Đây, đây là em á. Còn cái lóc mai em sẽ, em này tù lấy cái tay chùi không ở mới vậy nè. Mai em cho rửa ráy lại. Chỉ lấy cái tay chùi thôi là mở mới vậy nè. Sườn, nói chung sườn với bình xăng cái là rất là đẹp, máy rất là im, đầu lòng máy móc riêng hết rồi, bọc sơn đẹp ha. Áo thì anh em khỏi lo, ngày mai em sẽ làm mới xanh luôn, áo riêng theo xe em bát lại. Bọc sơn đẹp nè ha, niềng sao đã thay rồi, về chạy luôn khỏi cần làm gì hết, đã thay lâu lắm rồi. Đường trước này nó không được ngon, đường trước này theo xe nhưng mà nó cũng không được mới, vàng bạc đây. Ốc tán mà em rửa lại. Xe này đặc biệt cái là đầu lòng máy móc nguyên rin, rin 100% luôn, bình xăng rin luôn. Đó, nó xanh xanh nè, nó bốn bắt đầu xanh lét rồi nè, vàng vàng xanh xanh rồi nè. Em nhắc lại là xe nó rin là phải coi ở đây nè, đó chưa từng dặn ốc này, và ốc này nhỏ nè, chưa từng dặn. Hai con ốc này là chưa từng dặn nha, chưa qua thợ sửa chữa gì hết. Để em chùi cái sườn này đó, ngày mai em sẽ chùi cái sườn này nè,
cái sườn mới ghê không, em lấy cái tay em chùi thôi mà nói vậy á. Ngày mai em cho thai nè, cục mũ này nè, và cái tai thắng em sẽ vệ sinh bắp lại đẹp như cái mặt nạ này, cái mình em sẽ bắp lại. Thai mũ gắt cao su, xe này em bán giá là 14 triệu cho anh em. Em mới lấy về luôn, em không có thời gian để dọn thêm nữa. Em để vậy em rửa xịt, lấy mua tư em xịt lên rồi em chia là cho anh em, cho anh em chơi. Anh em về có làm gì thêm. Đây. Mới. Là thử cái này nữa. Đó. Cái sườn mình săn cái đẹp là anh em biết cái xe riêng đẹp thế nào à. Vàng bạc. Cầm nhiều. Này là anh em quay là quá kỹ rồi. Đầu lòng máy móc nguyên zin 100% chứ không có 90 nữa. Xe này chưa có từng làm hết đó. Cái nắp này muốn thì mai em thay cái nắp zin này, em muốn em thay cho cái nắp đẹp lại. Nó hơi đẹp lên, hơi đen lại. Cái sườn ở trong màu xanh nữa em. Cái cây thắng nó cũng còn bạc vàng vàng nữa. Giò đạp zin nè. Ốc tán zin nè. Còn vàng em, còn xanh trắng luôn, chưa xét ốc nào không vô đạp. Giá em bán có 14 triệu à. Em thích xe này cứ alo em, dây điện nguyên zin 100% luôn, lốc đen chữ công 202, giá 14 triệu. Xe ngày mai em chùi rửa sạch sẽ lại, anh em về là chạy thôi, không làm gì hết. 14 triệu kiếm đâu xe mà bình xăng đẹp, sườn đẹp như thế này, hộp sơn đẹp luôn, bình đề đèn cày đầy đủ. Em mới thay cái vỏ thước này, chưa tính tiền cái vỏ thước nữa, 100 mấy, mới vừa thay luôn á. Đây, mới vừa thay vỏ trước luôn. Rồi anh em thích xe này thì alo em ha, em có để số điện thoại của em ở trên màn hình mô tả, hoặc là số điện thoại này nè, số điện thoại này có Zalo nè, 0974499005, số điện thoại có Zalo. Tiệm của em là gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tiệm em ở ngoài quốc lộ ha, ở Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Anh em thích xe này thì alo em ha, alo sớm em, chứ xe này là em nói em vừa đăng clip lên là thế nào cũng có anh em chốt liền. Giá 14 triệu quá rẻ luôn, em thay cho tay thắng và mấy con mũ cao su. Em sẽ mướn anh em bát áo với vệ sinh khoảng 200.000 á, giữa giá sạch sẽ lại. Em hẹn gặp lại video kế tiếp đi ha. Xin chào anh em.